Khi bạn quá ảo tưởng sức mạnh vì làm cho Blox Fruit lên mức 10.000 FPS sẽ như thế nào, cùng vào video để biết thêm chi tiết. Và các bạn cũng phải nhớ like, share, sub và bấm để có thêm động lực ra video mới và ủng hộ cho công chúa nhé. In the corner of the room, not ready to resume.
Video trong ngày hôm nay đã hết rồi, nhớ like, share, sub và bấm để có thêm động lực ra video mới và ủng hộ cho công chúa nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại những video lần sau.